xin chào quý vị anh chị bạn thân mến. hôm nay mình rất vui khi quay trở lại kênh an nhiên ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn cách quay màn hình trên uh, ipad các bạn nhé các bạn có thể áp dụng phương pháp này cho ra mọi dòng ipad các bạn sử dụng nhé uh, vì uh, khi chúng ta muốn ghi lại màn hình hoặc là quay lại cái màn hình trực tiếp ấy, thì nó sẽ nét hơn và cho độ phân giải cao hơn cũng như chất lượng âm thanh chất lượng hình ảnh đưa tới cho video người xem được tốt hơn các bạn nhé thì mình uh, sẽ chia sẻ các cho các bạn cách chúng ta có thể là uh, ghi lại cái màn hình mà chúng ta đang thao tác ở trên này đó thì uh, ngay sau đây à, không để mất thời gian các bạn nữa thì chúng mình chúng mình bắt đầu nhé bạn nhé đầu tiên thì uh, chúng ta mình sẽ đưa cái phím quay màn hình ra phần trợ uh, uh, cái phần trợ năng cái phím ảo trên này nhé phím ảo ấy mình sẽ đưa cái uh, quay màn hình đây nhé thì hiện tại thì ở trên đây ý, thì sẽ chưa chưa có cái phím uh, chưa có cái phần uh, quay màn hình các bạn nhé cái phím ảo mình chưa có khi gặp mới mua máy về sẽ chưa có đâu bây giờ mình sẽ cài đặt để đưa ra để khi chúng ta quay màn hình nhanh hơn nhé đó thì chúng ta đỡ phải vào bên trong nữa mà chúng ta đưa lên ngoài để mà chúng ta hay sử dụng quay màn hình ấy thì chúng ta sẽ đưa ra cho thuận tiện các bạn nhé. thì đầu tiên, ok, thì đầu tiên các bạn vào phần kẹt này, các bạn vào chữ kẹt này, Đây các bạn kẹt cho mình nhé. ok, uh, kẹt xong ấy thì các bạn sẽ vào phần uh, trung tâm điều khiển này. đó nếu mà đang nó đang ở mục khác thì các bạn uh, ấn vào trung tâm điều khiển này, đó, trung tâm điều khiển. sau đó các bạn Vút à, xuống bên dưới, các bạn vút xuống bên dưới thì các bạn tìm cái phần ghi màn hình hoặc là quay màn hình nhé các bạn nhé Đó, các bạn vút xuống, vút lên này, vút tìm xuống bên dưới này Đó Ok, thấy rồi đây là các bạn ơi à, Chữ là, chữ ghi màn hình này Đó, chữ ghi màn hình đang ở đây rồi Thì các bạn muốn đưa nó ra cái phím hôm ảo này này thì các bạn ấn vào dấu cộng này Ấn vào dấu cộng cho mình nhé, mình ấn dấu cộng này Cộng, thì nó sẽ hiện lên trên này Đó, hiện lên trên này Đó, ghi màn hình này, đó thì bây giờ mình uh, cùng các bạn uh, quay trở lại Quay trở lại để xem uh, cái phím ấy uh, Phím uh, ghi màn hình nó sẽ ra, đã ra chưa nhé Đó Mình sẽ thử luôn này Mình ở đây này Chúng ta điều khiển Đây Các bạn thấy chưa Cái phím ghi màn hình nó hiện ra rồi này các bạn này Đó bây giờ các bạn uh, muốn ghi lại hình thì các bạn chỉ ấn vào thôi Ấn vào cái phím này thôi đó. thì chúng ta không phải vào bên trong gạt nữa mà các bạn chỉ cần ấn vào phiếu màu này ấn, ấn vào phí màu sau các bạn chúng ta điều khiển thì chúng ta sẽ thấy ngay cái phím ghi hình nó ngay đây rồi thì các bạn ấn vào để ghi này ba hai một bắt đầu bắt đầu ghi này đó bắt đầu quay quay hình đó thì các bạn có thể thao tác các phím thao tác trên này xong các bạn ví dụ các bạn quay mình xong ấy, thì các bạn tắt đi thì các bạn bằng cách các bạn ấn vào nó thôi hoặc các bạn nó sẽ trở ra nó sẽ hiện lên trên này góc này góc này sẽ có này đó thì các bạn ấn uh, họ dừng quay hay không ấy thì mình sẽ ấn dừng quay nhé bạn nhé dừng ghi này đó thì ấn dừng ghi dừng ghi nó sẽ video nó sẽ được lưu cho các bạn luôn bây giờ nhé đó thì vừa rồi mình đã chia sẻ cho các bạn cách chúng ta có thể là uh, đưa cái phím quay màn hình ở trên ipad ra nhé cũng như các phương pháp cách mà chúng ta có thể quay màn hình ipad đơn giản nhanh chóng uh, chúc bạn thành công và hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo nếu các bạn thấy video của mình hữu ích hãy cho mình một like một đăng ký kênh để giúp mình có động lực để chia sẻ cho các bạn trong những clip tiếp theo. À, cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Chúc bạn thành công.